Nhưng mà phải nhớ kỹ, việc tốt lắm dày dò. Bạn làm việc tốt, người đố kỵ bạn nhiều, người chướng ngại bạn nhiều, người phá hoại bạn cũng nhiều, thậm chí còn có người muốn hãm hại bạn. Chúng ta đều rõ ràng, đều minh bạch. Những người đó là tạo tác nghiệp chướng, họ đang tạo nghiệp. Chúng ta quyết không thể gì bị họ phỉ báng, họ xí nhục, họ hãm hại mà chúng ta liền không làm nữa. Thế thì bạn đã cúi đầu trước ma dương rồi. Chúng ta vẫn cứ làm, chỉ cần hơi thở này chưa dứt thì ta nhất định sẽ không buông. Chúng ta chỉ là vì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, không vì chính mình. Họ tạo tội nghiệp của họ, còn ta làm công việc cần làm của ta. Vậy thì đúng. Chúng ta làm được chánh, hạnh được chánh, thì tam bảo gia trì.